Xin chào tất cả các bác nhé. Xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Giao Phúc Sen ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phin, nhân viên của hợp tác xã Giao Phúc Sen. Cũng như thường lệ nhé, và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cùng tất cả các bác mẫu dao mèo đi rừng kiểu dáng mới, có TCMA và vỏ vuông, có gỗ mun và gỗ cầm chỉ, và có kích thước 28 và 25 đến giới thiệu đến với tất cả các bác trong cái clip ngày hôm nay. Để các bác mình có thể phân biệt một chút về dao rèn thủ công, thì các bác nhìn tất cả ở đây nó đều là một thông số, ngoại trừ cái này ra tất cả một thông số và đều được rèn thủ công ấy. Tuy nhiên thì như em đã nói thì là rèn thủ công thì nó sẽ có một sai số nhất định, và cái gỗ này của bên em cũng là gỗ tự nhiên, đâm ra là nó sẽ có một cái sự khác biệt về cái vân ấy. Đấy, thì qua clip ngày hôm nay thì em sẽ đem những cái con nó giống nhau như vậy để các bác mình có thể mình tham khảo và mình biết được nó có sự sai lệch một chút như vậy và nó có sự khác nhau như thế nhé các bác nhé. Đầu tiên này em sẽ giới thiệu mọi người, đấy chính là mẫu gỗ cẩm chỉ của con mèo 28. Thì đây ạ, đây là mèo 28, lưỡi mèo 28 thì là lưỡi của nó sẽ dài 28 cm, và độ dày ở đây sẽ là độ dày 6 mm, và cán ở đây cũng là cán gỗ cẩm chỉ khâu và chốt đồng đỏ nhá. Cái vỏ của nó này các bác có thể nhìn thấy này, cái vỏ này của nó thì nó sẽ đậm hơn rất là nhiều. Đấy, có bác thì sẽ thích cái vỏ đậm như này, và có bác thì lại thích vỏ nhạt như cái cây mà em sẽ đáp nữa, em sẽ giới thiệu các bác này. Đó, thì cái này này, khi mà bỏ vào bao này thì nó sẽ rất là an toàn và chắc chắn này. Đây ạ, cái này khi mà các bác sử dụng xong thì các bác có thể trưng lên cũng rất là đẹp nhá. Đấy, đấy là cái gỗ của nó là gỗ kiểu sẫm màu ấy. Ngoài ra thì còn có cái mẫu này là nó sẽ nhạt màu hơn, thì cũng có thể là do sở thích của từng bác, thì mình sẽ thích cái kiểu sẫm nhạt màu hơn. Thì cái mẫu này của em nó sẽ là đồng vàng nhé. Em sẽ giới thiệu đồng vàng, đồng đỏ để các bác mình có thể biết được là các bác thích đồng vàng hay đồng đỏ nhá. Đó, cũng chiều dài lưỡi 28 luôn. Thì chức năng chính của cái mẫu dao mèo này thì các bác có thể dùng để chặt gỗ, chặt tre, chặt củi cứng này, và các bác cũng có thể dùng để làm bếp, dùng chặt gà, chặt sườn và thái lọc được. Nói chung là dao mèo nó là một dòng dao đa năng. Thì cái vỏ của nó sẽ nhạt màu hơn. Nhạt màu hơn thì nó vẫn có vân nha các bác. Nó vẫn có cái vân gỗ, tuy nhiên nó sẽ nhập nhạt cái màu hơn. Thì các bác thì sẽ thích cái vỏ đậm hơn, và các bác thì sẽ thích vỏ nhạt hơn. Đây ạ. Đó, nhạt hơn thì nó sẽ như này. Nói chung là mỗi người một sở thích thôi các bác ạ. Cái vỏ này thì nó là vỏ gỗ cầm chỉ tự nhiên ấy. Thì mỗi cây nó sẽ lên một cái kiểu nó khác nhau như vậy nha các bác. Còn tiếp theo đây sẽ là toàn bộ là gỗ mun. Gỗ mun của mèo 28 và mèo 25 nha các bác. Đây các bác có thể nhìn thấy này, em sẽ dơ từng con một để các bác có thể nhìn thấy nhìn thấy được nhá. Ở đây này, có thể có một cây nó sẽ dài hơn 1 mm này, hoặc 2 mm, nó có một cái sự sai lệch, nhưng mà trong cái khoảng mà mình chấp nhận được các bác ạ. Đó, thì cái cây này đấy là mèo 28 này, gỗ mun nhá. Gỗ mun thường thì các bác sẽ thích gỗ mun hơn, tại vì trong gỗ mun nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với gỗ cẩm chỉ. Thì cũng là chiều dài lưỡi 28 này, cán 13 và khâu và chốt đồng đỏ. Nói chung là đồng đỏ mà đi kèm với gỗ mun thì nó là một cái sản phẩm, nó làm cho mình cảm giác trông nó đẹp hơn rất là nhiều đấy ạ các bác. Thì độ dày này nhá, độ dày này khoảng 6 mm này. Đó, cũng để chặt gỗ, chặt tre, chặt củi cứng. Thì cái vỏ này nhá, các bác để ý cái vỏ giúp em. Thì vỏ ở đây nó sẽ là vỏ mun sọc. Đây ạ, các bác có thể nhìn thấy nó sẽ khác nhau như này nhá. Đó, vỏ mun sọc. Từng cây một này, nó sẽ khác nhau. Các bác mà lựa chọn thích cây nào thì em cũng sẽ gửi cho các bác đúng cái cây đấy cho các bác nhé. Thì đó, nó sẽ cái vân của nó sẽ lên sẽ khác nhau. Ví dụ như cái này cán nó đen toàn bộ, nhưng mà cái cây này các bác nhìn thấy này, đó. Em quên mất không báo giá cho các bác này. Cái sản phẩm gỗ mun này thì sẽ có giá là 920 này. Còn riêng sản phẩm dao cẩm chỉ này thì là 860.000. Thì cái đây em báo giá cho các bác, đó chính là giá niêm yết. Khi mà các bác mà mình mua hàng ấy, thì có thể trong cái hôm đấy, hoặc là các bác mua combo nhiều, thì mình sẽ có cái ưu đãi riêng cho các bác. Thì hiện tại thì em sẽ báo giá niêm yết cho các bác này. Tiếp theo đến cái này này, các bác nhìn thấy cái vân nó khác không ạ? Vân này nó sẽ đều hơn, nó sẽ đậm hơn. Nó sẽ đậm hơn và nó đều hai bên này. Đó, và cái gỗ này nó cũng có, và cái cán này nó cũng có vân này. Còn cái sản phẩm này cũng thế. Cái sản phẩm này thì nó sẽ lại màu nâu này, các bác lại thích cái vân như này này. Đó, nó sẽ kiểu khác nhau như vậy, để em cầm lên này để các bác biết được cái sự khác nhau của những cái mẫu dao mèo này nhá. Đó, nó sẽ khác nhau về cái vân này thôi.
Nếu mà các bác để ý kỹ thì mình có thể nhìn thấy vân này nó sẽ đen này, cái này nó sẽ hơi nâu nâu một chút, hai cây này nó sẽ kiểu hơi nâu nâu một chút. Đấy là sự khác nhau về cái gỗ tự nhiên của gỗ đây. Cái này nó sẽ đều hơn nhưng mà nó sẽ hơi nâu nâu, nó sẽ không được đen xì. Nói chung là nó không đen tuyền đâu. Đó, nó sẽ kiểu gỗ mun sọc thì nó sẽ kiểu kiểu như thế nha các bác. Toàn bộ ở đây sẽ là mèo 28. Thì chức năng chính của cái mèo 28 ấy thì các bác có thể là các bác là dùng để chặt gỗ, chặt tre cứng này, và thái lọc, chặt sườn, chặt gà. Nói chung là chặt gà thì rất là ok. Ngoài ra nếu như mà các bác mình mà không thích mèo 28, mình có thể chuyển sang mẫu 25. 25 này em sẽ đo này, nó sẽ nhỏ hơn cái này một chút thôi. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? 25 với 28 thì 25 nó sẽ nhỏ hơn một chút này. Nếu mà các bác mà thích nhẹ nhàng hơn thì mình có thể lấy 25 này. Cây này phải nói là chặt gà vịt thì phải nói là rất là chuẩn luôn. Chuẩn của nó luôn các bác ạ. Cũng chặt gỗ tre được nhá, chặt gà vịt được, thái lọc cực kỳ tốt. Nó sẽ không được đầm bằng 28 nhưng mà nó sẽ gọn hơn. Nói chung thì một cái nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau là như vậy. Đấy, 25 đây. Gỗ này gỗ mun sọc này, các bác nhìn thấy không ạ? Đó, cây 25 này thì đang có giá là 860 nhá. Và em cũng báo giá với các bác là giá niêm yết đấy ạ. Đấy là những cái mẫu combo song mèo mà em giới thiệu đến với các bác. Đấy là một cái sự khác nhau ở nhẹ thôi, để mà các bác mà để ý kỹ thì mình sẽ nhìn thấy. Đây này, mun đậm, cẩm chỉ đậm và nó hơi nhạt này. Tất cả các con gỗ mun mà em giới thiệu các bác thì nó sẽ lên một cái vân khác nhau. Và kích thước của cái dao này nó là 28, tuy nhiên nó sẽ có thể nó lệch hơn lên 29, hoặc nó sẽ nhỏ hơn một xíu là 27,5 gì đấy. Tại vì nó là một cái làm từ được đập rèn thủ công, nó không phải theo một cái khuôn như là dập công nghiệp, nên là nó sẽ có một cái sai số. Nhưng mà sai số này mình trong cái khoảng mình có thể chấp nhận được nha các bác nhá. Đó, thì các bác mà đang xem thì mình ưng ý một trong những 7 sản phẩm này thì các bác có thể để lại bình luận ở bài viết này giúp em, hoặc là mọi người có thể nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số hotline của bên em, đó chính là 0987 240 733 nhá. Thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ mọi người đặt hàng và đặt mẫu nào ưng ý nhất để về các bác có thể sử dụng và trưng bày nhé. Clip này thì em sẽ dừng lại tại đây và em hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau. Chúc tất cả các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.